Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, thật là vui khi mà đầu năm chúng ta được đi ăn và được đi chơi cùng với gia đình đúng không nào? Và ngày hôm nay thì mình quyết định lựa chọn Pearl Plaza là địa điểm đến đầu tiên của gia đình mình. Và mình sẽ dùng bữa tại Hoàng Yến Buffet các bạn nha. Và hôm nay là một cái vlog nhanh về một cái ngày Tết của mình. Do đó mình không nói quá nhiều về cái nhà hàng Buffet này. Và mình sẽ sơ lược qua những cái hình ảnh trên video và các bạn có thể nhìn và các bạn theo dõi nha. Và cũng thật là may mắn là hôm nay á, là vào ngày cuối tuần luôn. Do đó thì chúng ta sẽ được dạo chơi ở Fleet Market ở phía trước Pearl Plaza các bạn nha. Và cái quầy hàng mà các bạn thấy mình đang ghé đến á, đó là một cái quầy hàng nó bán những cái charm giống như là những cái charm của Pandora các bạn. Tuy nhiên cái này là một cái hàng không có thương hiệu các bạn nha. Nó cũng tạm ổn thôi chứ mình thấy nó cũng không đẹp lắm đâu. Nên thôi mình quyết định mình qua những cái quầy hàng khác. Và các bạn biết không, đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi được một cái chợ phiên ở trên Sài Gòn các bạn. Bởi vì những lần trước á, khi mà mình đi qua á, thì mình cảm thấy rất là thú vị, tuy nhiên là mình không có thời gian để ghé. Và thật sự là may mắn luôn là ngày hôm nay á, khi mình ghé là đúng cái phiên họp chợ cuối tuần luôn á. Và cái quầy hàng mà mình đang đứng ở đây với mẹ mình á, đó chính là cái quầy hàng bán áo theo phong cách street style các bạn nha. Và giá rất là rẻ luôn, chỉ có 150.000 một cái thôi. Và mình cũng đã tậu một cái áo được hình Pikachu nữa bạn, dễ thương không? Rất là dễ thương luôn nè. Và theo thông tin mà những bạn bán hàng ở đây nói cho mình biết á, là chợ phiên này sẽ họp vào ngày cuối tuần các bạn nha. Nên là nếu như các bạn có dịp ghé Sài Gòn á, thì các bạn có thể ghé những cái trung tâm thương mại nè. Nó sẽ tổ chức cái chợ phiên ở phía trước á, và chúng ta sẽ có dịp tham gia rất là thú vị luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và mình sẽ dùng cái món kem Oreo ở McDonald's các bạn nha. Đây là món kem yêu thích của mình và em trai của mình luôn á. Bởi vì cái vị nó rất là ngon. Nếu như các bạn có dịp ghé các bạn cũng nên thử nha. Các bạn vào các bạn chọn kem Oreo thì nó sẽ cho các bạn cái phần giống như là mình làm ở trên video á. Còn ở đây là những chú Minion mà khi các bạn mua những cái phần đặc biệt của trẻ em á, các bạn sẽ được tặng khi mà các bạn mua chung các bạn nha. Và sau khi thanh toán tiền xong thì chúng ta sẽ đi ra ngoài phố đi bộ và chúng ta sẽ thưởng thức món kem Oreo con tuyệt vời này thôi. Tại các bạn biết không, ở phố đi bộ Nguyễn Huệ này nè, vào buổi sáng buổi tối á, hay có những cái hoạt động cộng đồng rất là vui. Ví dụ như những bài trượt dáng nè. Và tại vì hôm nay thì hình như là tình hình dịch bệnh đó các bạn, nên là mọi người sẽ không tập trung nhiều. Ta-da! Và bây giờ chúng ta đang ở quầy hàng của FPT. Và hôm nay thì mình và bạn của mình sẽ quyết định mua cái Apple Watch các bạn ơi. Và thật sự là cái Apple Watch này không phải là một cái dòng mới đâu bạn, mà là Apple Watch Series 3 các bạn nha. Bởi vì hôm nay là ngày 1 Tây, video này mình quay hình vào ngày 1 Tây á bạn, thì nó có chương trình khuyến mãi là sẽ giảm 500.000 khi mà chúng ta mua cái Apple Watch Series 3. Nên là bạn của mình á, quyết định là sẽ mua cái Apple Watch Series 3. Và ở trên video là tụi mình sẽ quay đập hộp luôn các bạn nha. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình được nhìn một cái Apple Watch thực tế bằng xương bằng thịt luôn các bạn. Trước giờ mình chỉ xem nó qua video và coi trên YouTube thôi. Và các bạn ơi, ngày mùng 1 của mình chỉ đơn giản như thế thôi các bạn. Được đi chơi với gia đình nè, và được đi chơi và được chia sẻ với bạn bè. Đó là cái điều mà mình cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc trong ngày đầu năm. Và không biết là ngày đầu năm của các bạn như thế nào, có thú vị và có tuyệt vời không? Hãy chia sẻ với mình ở dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Và mình chúc cho các bạn có một năm mới thật là an khang và thịnh vượng nhé. Tạm biệt.